Nếu bạn đang cần tìm một thửa đất lớn để đầu tư sinh lời trong tương lai, thì đây là một trong những cơ hội không thể nào bỏ qua. Đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, với cái lộ giới 40m, trong tương lai là một trong những tuyến giao thông huyết mạch phát triển bậc nhất tại huyện Nhà Bè. Hai bên đường với rất là nhiều những cái dự án bất động sản lớn tọa lạc tại nơi đây. Mật độ gia tăng dân số hàng năm, đến hàng chục nghìn người về đây sinh sống và làm việc. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý nhà đầu tư một trong những quỹ đất hiếm hoi còn lại tồn tại tại cái trục đường huyết mạch này. Lô đất sở hữu vị trí đắc địa hai mặt tiền đường với bề ngang là 53,9m, bề dài là 64m, tổng diện tích đất là 3.444m², bao gồm hai sổ và một sổ đã lên thổ cư 1.600m, quy hoạch là khu dân cư hiện hữu, rất là phù hợp chúng ta xây cao ốc văn phòng công ty, căn hộ, khách sạn, chung cư mini. Mật độ xây dựng bên này là 68% với chiều cao công trình 25m. Với vị trí đắc địa, một mặt chính hướng Tây, mặt bên hông là hướng Bắc, giá đang chào bán của bất động sản tại thời điểm tháng 11 năm 2023 là 170 tỷ, bao thuế phí và còn thương lượng. Quý nhà đầu tư nào có nhu cầu quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline 0912 57 00 để biết thêm chi tiết. Quang Huy Villa, nhà tư vấn bất động sản trung tâm Sài Gòn. Phần tiếp theo của video tôi xin không bình luận gì thêm để cho quý vị và các bạn có thời gian thưởng thức cũng như là đánh giá cái tiềm năng của bất động sản này trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.